Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh xin kính chào bà con, đồng hành cùng bà con trên mọi chặng đường chăn nuôi. Dòng máy ép cám viên đã và đang mang lại những hiệu quả nhất định trong việc chế biến thức ăn chăn nuôi. Máy giúp bà con có thể tiết kiệm được chi phí, thay đổi dinh dưỡng cho vật nuôi theo từng giai đoạn phát triển. Lắng nghe và không ngừng thay đổi là mục tiêu mà đội ngũ kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh đặt ra làm kim chỉ nam trong công việc của mình. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, vào năm 2020, đội ngũ kỹ thuật của công ty Bình Minh sẽ cho ra đời dòng sản phẩm vô cùng đặc biệt, máy ép cám viên sử dụng sàng 2 ly. Đây là dòng sản phẩm được ra đời từ những ý kiến đóng góp cũng như nhu cầu của bà con phản ánh về công ty. Máy ép cám viên S150 phiên bản 2020 sử dụng sàng 2 ly để làm thức ăn cho các loại vật nuôi nhỏ như chim cút, chim cảnh, tôm, gà úm. Với một số thay đổi về kỹ thuật cũng như tính năng, máy ép cám S150 phiên bản 2020 lắp sàng 2 ly dự sẽ là một trong những sản phẩm rất hot trên thị trường. Việc chế biến thức ăn cho gia súc nhỏ sẽ không còn là vấn đề khó khăn với bà con nữa. Máy sử dụng hộp cầu số ô tô, cối đúc bằng gang, đảm bảo tính ổn định trong quá trình sử dụng. Máy dự tính cho năng suất khoảng 50 cân trên giờ với các nguyên liệu ép như cám gạo, cám ngô, bột đỗ tương, bột xương, bột cá. Máy được sản xuất với đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn tự tin với chất lượng sản phẩm của mình trên thị trường. Máy được bảo hành trong vòng 6 tháng, kỹ thuật hỗ trợ chọn đời máy, linh phụ kiện thay thế dễ dàng. Mọi thắc mắc của bà con cần tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được nhân viên tư vấn hỗ trợ và giải đáp một cách tốt nhất. Bà con cũng có thể truy cập vào website siêu thị máy bình minh.com hoặc kho máy bình minh.com để có thể tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về các dòng máy. Cảm ơn bà con đã lắng nghe, chúc bà con chăn nuôi thành công.